Học viện Tân Đăng Hải xin chào các bạn. Hôm nay Học viện Tân Đăng Hải sẽ chia sẻ cho các bạn bài cắt layer lỡ ngắt liên kết ứng dụng cho Salon nha các bạn. Tân mời các bạn xem nhé. Rồi chúng ta sẽ cắt giữa trước nè. Chúng ta dùng găng lược thưa lược khít các bạn. Vì khi mà chúng ta cắt line á, chúng ta dùng găng lược khít nó căng thì nó sẽ mềm mại cái tóc các bạn. Rồi chúng ta cắt. Chúng ta cắt bằng mũi kéo và chúng ta xác định độ dài ha. Chúng ta cắt độ dài này là qua vai hả các bạn. Rồi. Rồi, cắt bằng mũi kéo hả các bạn. Và chúng ta nhớ là chúng ta xoay con mắt chúng ta, lưng chúng ta thẳng để cho cái đường line chúng ta nó đều hả các bạn. Rồi. Sau khi chúng ta cắt line xong rồi chúng ta chải từ trong chân nè, chúng ta chải xéo ngược qua để chúng ta lắc nhẹ cái cổ tay. Để chúng ta chì sát xuống để chúng ta cắt cái phần bên trong rồi các bạn không? Đấy, cho cái đường line chúng ta nó thẳng ha. Cắt cái line xong rồi, sau đó mình sẽ chia dọc và mình cắt layer. Rồi, mình sẽ lấy điểm chuẩn ở đâu ạ? Mình sẽ lấy điểm chuẩn của thằng dài nhất để mình cắt layer các bạn. Layer thì mình sẽ cắt ngoài là bằng tay. Mình sẽ đẩy lên gì mình cắt cũng được ha các bạn. Đấy. Và mình lấy cái cọng nào? Cái cọng này nè các bạn, cái cọng dài nhất nè. Và mình đi xéo để mình làm cái độ mềm các bạn. Đó. Mình đi xéo. Thì xéo thì nó sẽ ôm theo hộp xoa tròn này các bạn. Đó. Đó. Và mình sẽ cắt dứt dắt. Rồi, rồi mình trải xuống. Đó. Rồi, nâng lên ha. Nhớ là cái lượt xéo nè, xéo theo nè. Đúng rồi, xéo theo cái hộp xọ. Rồi chúng ta đẩy lên. Rồi sau đó chúng ta cắt dứt dắt. Đó, rồi chúng ta chạy xuống nè. À, khi chúng ta cắt như thế thì các bạn thấy á, khi chúng ta bắt dọc nè thì chúng ta chải thì chúng ta sẽ thấy được một cái đường cong layer mềm mại và nó nặng cái đuôi. Tránh tình trạng chúng ta cắt gì ạ? Chúng ta cắt đường cắt thẳng. Từ ở dưới chúng ta cắt lên thì nó sẽ mốt ở trong đây các bạn. Các bạn hình dung ạ. Rồi chúng ta tháo cái phần này ra các bạn. Rồi chúng ta tháo phần ở trên này ra. Rồi chúng ta xịt nước cho nó ướt và chúng ta cắt các bạn. Cái phần này chúng ta sẽ lấy ngắt liên kết, chúng ta xem cái độ gơ của nó để chúng ta biết được độ phồng các bạn. Kéo lên ha. Đó, nâng cao các bạn, các bạn cắt xéo lên, các bạn cắt qua cho nó trượt lên, cho nó gơ xuống cho nó phồng ha. Đó thì bạn thấy nó đổ gì đúng không? Nó layer nó đổ dài xuống. Đó. Và sau đó chúng ta chia dọc. Đơn giản là chúng ta cắt layer thẳng lên cho dễ hiểu đúng không nào? Hiểu xuống không? Rồi bỏ ra tách. Đấy, chúng ta sẽ đi gì? Đi vuông. Ngắt liên kết. Nghe vẫn được đúng không? Ok. Các bạn hình dung chưa? Ngắn liên kết mà, không liên kết chuyện kia. Các bạn nắm được không? Từ đằng này chúng ta tháo cái này các bạn thấy không? Chúng ta tháo ra. Và chúng ta chia. Chúng ta kết nối phần phía sau nè. Các bạn thấy không? Chúng ta cắt hơi oval ha. Này, hơi oval là sao? Là hơi tròn á. Khá là đơn giản các bạn. À, và tay trái và tay phải các bạn cắt giống nhau ha. Tháo ra. Và chúng ta xả xuống. Và chúng ta chạy thẳng xuống và chúng ta liên kết với phần phía sau. Lượt chúng ta để xéo. Nếu mà tóc này dày thì các bạn chúng ta chia xéo mỏng để các bạn dễ cắt hơn. Đó. Và chúng ta liên kết. Lúc này nhớ cái đầu thẳng các bạn. Và chúng ta hông chúng ta song song với đường chia. Những kiến thức cơ bản này chúng ta đã học hết rồi đúng không nào? Và chúng ta so hai thằng bên đây đều không nha.
Và chúng ta so hai thằng bên đây, coi nó đều không? Nếu nó chưa đều thì chúng ta chỉnh lại cái phần, cái phần gì ạ? Phần gốc. Gốc này chúng ta cắt dính dắt nè. Nếu nó nặng quá thì sao? Mình nâng lên, mình cắt vậy cho nó nhẹ xíu. Rồi chưa? Quay đây, quay nè. Nếu như nó nặng chúng ta chỉ để nâng nhẹ lên xíu vậy. Chúng ta cắt chút xíu gốc này bỏ. Thì đó là gì? Đó là sự mềm mại. Các bạn hình dung được chưa? Quá dễ làm. Rồi. Hiểu các bạn? Xíu xíu thôi. Để cho cái đường cắt chúng ta gì? Nó mềm mại ha. Rồi chúng ta được phép cắt chính xác các bạn. Rồi. Thì form của chúng ta là form gì? Form ngang và chúng ta chia dọc xuống. Và chúng ta lấy điểm chuẩn cái thằng phía sau đó các bạn. Đúng không? Ok. Chuẩn nè. Để chúng ta cắt. Cái góc cạnh này thấy không? Rồi, tiếp tục chia dọc. Và chúng ta nâng lên chúng ta cắt. Thấy không? Đó, nhớ là các cột vọt ha. Chúng ta đi xéo vô nè. Đấy, các bạn hình dung chưa? Hoặc là chúng ta đẩy chỗ này. Giống như này thầy nói đó. Ok. Rồi sau đó chúng ta kết nối lấy thằng điểm này các bạn và chúng ta chia dọc đó. Và chúng ta đẩy thẳng lên trên này nè. Thì chúng ta cắt cái lớp ở trên thôi thì nó không có bị lủng các bạn. Đó. Chúng ta lấy điểm chuẩn cái thằng ở phía trước nè. Và chúng ta cắt tròn. Là chúng ta cắt dắt. Rồi, là chúng ta chạy xuống. Thì cái phần gì như đây nè các bạn, nó không có nó không có bị lủng nha. Không hồi là nó lủng như này các bạn. Rồi, ở trên phần cái top trên đỉnh đầu này á, thì chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta sẽ cắt liên kết với phần phía sau này. Rồi, chúng ta chia ra ha. Chúng ta tách ra nè ha. Rồi. Chia dọc các bạn. Rồi, chúng ta nâng lên, chúng ta sẽ cắt xéo các bạn. Đó. Cắt xéo lên. Rồi. Nó sẽ tạo độ phồng ha. Chúng ta quay đi quanh hộp sọ tròn. Đây chúng ta móc lên tròn thấy không ạ? Các bạn hình dung chưa? Đấy. Chúng ta đi tròn ha. Ok. Đó. Thì chúng ta sẽ từ cái phần đây á, chúng ta đẩy về phía trước rồi để chúng ta cắt vuông. Thì chúng ta chia ra nè ha. Chia dọc ra. Dọc ra. Và chúng ta đẩy về phía trước nè. Chúng ta nâng lên. Chúng ta lấy điểm dài nhất. À, chúng ta cắt gì ạ? Cắt vuông ha. Đấy. Đây. Rồi. Rồi chúng ta tỉa. Chúng ta tỉa nó còn ướt như này nè. Thì nó sẽ có cái sới hơn ha. Rồi. Các bạn phải nhớ chét cái cạnh này nè. Hiểu không? Để cho cái chỗ này nè. Thấy không? Đấy. Thấy dư không? Khi bạn gác vuông, bạn hạ xuống nó sẽ, các bạn dở lên nó có góc cạnh dư này thấy không? Thì các bạn cần phải cắt. Hiểu ý thủ nó không? Tại vì mình đẩy vuông lên á. Rồi tắt.
rồi mình cắt. Rồi. Rồi chúng ta chuốt ha, chuốt nó mềm. Trước mặt. Ở trước mặt. Rồi. Máy thì mình sẽ cắt khối tròn. Cái này bỏ góc cạnh vuông á. Rồi. Rồi tiếp tục mình cắt ha, tròn luôn ha. Mình cắt theo cái đường chia. Hình dung không? Bỏ cạnh á. Ok. Mình chỉ bỏ cạnh nó xíu đã ra rồi. Rồi, xong. Được chưa? Rồi mình cho một tí xíu tinh dầu ha bạn. Cho tinh dầu mình bôi vào tay. Mình cho lúc tóc vào ẩm ha các bạn. Rồi. Rồi sau đó mình sẽ sấy khô và sấy tạo kiểu các bạn. Rồi các bạn sấy khô thì các bạn sẽ sấy trong chân trước ha. Mình sấy trong chân trước. Sấy khô từ trong chân các bạn, vuông góc. Rồi. Rồi được rồi, em tắt đi. Rồi để cho cái máy phồng á thì các bạn sấy, chúng ta dở cái chân này ha, chúng ta sấy ngay cái chân. Rồi chúng ta sấy nước nóng, chúng ta sấy xé cái chân các bạn. Rồi chúng ta dở như thế này. Rồi chúng ta lôi về phía sau thì cái máy nó sẽ bay các bạn. Đấy, còn theo. Rồi sau khi các bạn sấy khô và chúng ta kẹp tàu kiểu hay là sấy tàu kiểu gì đó thì mình sẽ có check kiểm tra những cái phần dư thừa các bạn. Đấy. Và chúng ta cá nhân hóa lại. Rồi. Vào. Học viên Tân Lân Hải, cảm ơn các bạn đã xem clip hướng dẫn cái tóc của Tân. Các bạn nhớ đăng ký kênh Dài Cái Tóc Nữ để theo dõi những bài cắt mới ra của Tân nhé. Bye bye các bạn. Ra hàng tuần nha các bạn.